Xin chào cả nhà nha, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày đưa ông Táo về trời nha cả nhà. Thì gia đình mình năm nay cũng làm cái lễ cúng nho nhỏ để đưa ông Táo về trời. Đây là cái mũ của ông Táo nè, ông Táo người ta còn gọi là ông Công cả nhà. Đây là mũ và nón của ông Táo ha. Mình hôm nay làm một con gà luộc để cúng, rồi một cái bánh chưng, xôi, chè và có ba con cá chép để đưa gia đình ông Táo, là hai ông Táo và một bà Táo về trời. Thì ba con cá chép này là ba con cá chép của gia đình mình nuôi nha cả nhà. Nhà nhà thấy là rất là to và nó rất là mập luôn nè, nó to nè. Cá này thì nhà mình nuôi trong cái hồ kính ở trên lầu cũng khoảng 2 năm rồi đó. Nhà thấy không, nó mập ú luôn nè. To ú nó quậy. Là năm nay gia đình sẽ cho ba con cá chép này đưa ông bà Táo về trời. Mỗi năm thì gia đình mua cá chép ở ngoài, mà năm nay nhà mình có ba cá chép này to, nên là mình sẽ đem mình phóng sanh để cho nó đưa ông bà Táo về trời luôn nha cả nhà. Đây là món truyền thống thèo lèo cứt chuột, mình cũng không biết sao tại sao lại món đó lại gọi là cái tên như vậy luôn. Năm nào đưa ông Táo là cũng phải có cái kẹo đó. Đây có xôi nè, có gà nè. Xôi, gà, bánh chưng, chè. Ủa sao để vậy à? Năm ngoái mẹ mình còn nấu cả xôi lắc đậu biết. Năm xôi nay thì màu. Xôi gấc. Năm ngoái chịu khó làm xôi không phải 5 màu mà 3 màu thôi. Năm nay thì xôi gấc thôi. Năm nay thì xôi gấc rồi với chè. Hôm nay có ba em cá chép rất là to luôn nè. Cá chép này là cá chép nhà mình nuôi nha cả nhà ơi. Hôm nay đi cho các em đưa ông Táo về trời luôn. Mình sẽ cúng xong rồi mình sẽ mang đi cho các em ra ngoài vùng vẫy ngoài sông rộng trời cao để đưa ông Táo về trời. Chút xíu nữa cúng xong thì mình sẽ chở các em ra ngoài chỗ cái khu Vạn Phúc, nó có một cái hồ rất là lớn ở bên đó để mình thả bên đó cho nó bơi bên đó luôn. Nó giống như con sông vậy đó. Bây giờ vớt xuống hơi lâu rồi, nó cũng hơi mệt rồi nè. Chật quá. Rồi giờ mình tranh thủ mình cúng đi. Các em không quen nước á. Ủa cá chép này của mình nuôi hả? Cá chép mình nuôi 2 năm rồi đó. Mà nuôi trên hồ kiến thành ra là nó cũng không có mập lắm. Mập nhưng mà nó không có bự lắm nè. Mà sao cá này bị chuột mắt nha. Không biết sao nữa, nó tự nhiên nó bị đau mất tiêu, rất mất tiêu con mắt luôn á. Mập lắm cả nhà ơi. Giờ mấy em nó chuẩn bị ra sông lớn, ra hồ lớn nha. Rồi Uni chuẩn bị vô cúng với bà ngoại đi con. Ủa vậy muốn con mắt nó còn thấy được. Thấy chứ, một con kia nó vẫn thấy mà. Hôm nay mở thêm cái đèn cho mẹ nhé, thấy. Con kính này là đơn trình quân lệnh báo phủ thần quân. Nó tên là những thân thể, nó tên là trung ái hòa, một đại. Năm 13 số bắt đầu số 2, cái số 2, tuần số 12, tuần hịch, tuần 18.
Thiểu Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Chúng con cùng tâm sống sửa thân hoa thành Phật, xin Ngài ám hộ, kính dâng tôn thần thắp nén tâm thích thương. Chúng con thành tâm kính bái, chúng con kính mời Ngài đông trùng tư mệnh áo phủ cảnh quân, hiển linh chức án, hưởng thụ lễ Phật. Cúi xin tinh thần ra ân xá tội cho mọi những lần trong năm. Phù hộ toàn dân chúng con, trai gái già trẻ, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ lạc tinh thần, kính lễ cầu xin, mong tinh thần phù hộ độ trì. Cái nước ở trên kia có rong á. Ẩm cái này ra cho khi đầu có giày xếp rồi cho nó đi. Mà con ra con lại ông táo đi, nam mô ông táo đi. Cô hồi nãy em có đứng cạnh người ngoại không? Em có chứ. Con này mặt nghe mặt nhất rồi nhưng mà. Nó cái xíu mình đem mình thả liền mà. Chưa giờ để nhiều quá nó vẩy nước ra ngoài. Mấy người chân tay thì mau xuống sức cơ thể. Mấy người đang văn phòng mắt mũi rồi. Mau. Cái vẩy có ánh vàng luôn kìa. Đẹp quá trời. Nhà mình thích mua cá chép lắm luôn nè. Cá coi nữa. Cá chép, cá coi là nhà mình thích mua lắm. Nuôi cá chép riết rồi giờ thấy thịt cá chép là không dám ăn luôn á. Tại thương quá không ăn được. Mình từ nhỏ lớn là không có ăn cá chép luôn. Tại vì nhỏ nhà cứ nuôi cá chép là lớn lên là thấy cá chép là thương là không ăn được. Rải muối nha, cúng xong rồi rải muối nha. Nó kịp ra thôi. Giờ rắn rải muối em đừng nói. Em đừng thôi. Rải nó xa đi. Rải rải vô nhà không rồi rải xa ra. Người ta nói rải không. Đang rải muối gạo. Rồi bây giờ nhà mình chuẩn bị đi thả cá nha. Bây giờ mình sẽ hóa vàng đây. Ra đây con. Ra đốt đi nè. Báo vào báo nhận rễ chim vàng bạc, tàu bay người chạy. Đi đi. Đi cho một thằng thịt đế cho ra đình nhà con nha. Mong cho gia đình nhà con năm nay gặp nhiều may mắn. Cho con đốt rồi. Trang đốt cái chiếc luôn. Con đó, con đứng bên đây. Bụng vang. Năm nay là con năm nay tầm 100. Chả này. Có gì? Cái gì? Ai để trên lầu tủ gỗ kế bên đàn piano á. Cái bọn nghĩ rồi như mấy bữa nay ra bông nè. Ủa còn này còn cá. Rồi, mình đi vô mình chuẩn bị lấy xe mình đi thả cá. Giờ mình sẽ đốt cái mũ của ông nha. Chỗ đó, cái chỗ thả cá nó cũng thông ra sông mà, nó đâu ấy đâu.
Không, chỗ đó nó đâu có, nó chưa thả cá thả gì hết trơn. Giờ mình đổ cá vô thao để mình đem đi ra ngoài kia nha. Rồi giờ mình xách cái xô mình đi cho nó đỡ nhảy ra ngoài, chứ cái thao nó hấp quá nó nhảy ra nữa. Rồi bà ngoại lên xe nè. Giờ mình sẽ đi thả cá nha, mình đã đến nơi thả cá rồi. Chừng không xuống được đâu mẹ ơi. Thôi thôi thôi. Cỏ cây không rồi. Chợt dưới, nãy người ta cũng thả rồi kìa. Quá trời kìa con ơi. Thôi coi chừng chợt dưới à. Ừ, nó chừng chợt nha mọi người. Thôi đó mẹ, mẹ xối đó xuống cho nó xuống rồi nè, càng ta cũng thả quá trời dưới rồi kìa. Cá nó quẩy rồi. Thôi tới đó thôi mẹ ơi. Thôi thôi. Nó chợt dưới hồi không lên được, mất công lắm. Mẹ ơi đừng xuống nữa, cỏ không, không thấy đường đâu. Bây giờ mẹ cầm nó mẹ xối, mẹ đổ thôi. Thôi khỏi, đó được rồi. Mẹ ra đó là con không có thấy cái bên hông, mẹ này thấy cái lưng. Thôi đừng có xuống nữa. Mẹ đứng bên này thả là được rồi. Mẹ đứng đây thấy nè. Té bây giờ. Đó đó. Quậy quậy, con xuống đây nè. Xuống đây. Khoan, đợi con chút. Con còn chưa có đường xuống nè. Rồi, bây giờ nhà mình thả nha. Ráng vượt vũ môn thành rồng nha các con.
Còn em nữa. Rồi ba em của nhà mình đấy. Trời ơi các em chưa quen. Các em chưa quen về với thiên nhiên đó. Các em chưa quen nước. Các em nuôi trong hồ thì các em không biết. Kiếm đường đi rồi. Rồi hai em kia lội ra ngoài xa rồi. Sao có con mắc kẹt ở đó vậy mọi người? Chưa quen nước rồi, từ từ. Ở mấy con kia bơi lại làm quen kìa. Ừ, có mấy đấy. Con dưới đó kìa. Đấy, đấy. Ba em cá rồi. Con kia nữa kìa. Quá trời người ta thả nhiều lắm rồi. Năm ngoái nhà mình cũng thả ở đây luôn nè. Đó, còn bơi về kìa. Bơi về rủ bạn bơi đi. Bạn này còn chưa đi. Bạn này chưa quen nước. Đi xa rồi. Bạn này chưa quen nước này. Ôi, ôi bên kia cũng kìa, hai con mình nó còn đây nè. Kiên con nó bơi ra ngoài kia đây. Em này còn đứng đây. Em này chưa quen nước. Em bay, bay em nhỏ kìa. Mày con cá gì bên này nè. Ừ, đấy, cá chép đó con này. Chép vàng đó đó. Đen đen cá mình thả lên đây nó quen nước rồi cái nó từ từ nó to lên đó. Năm ngoái nhà mình cũng thả ở đây nè, hôm nay thấy mấy cá con không thấy cá bự đâu kìa, nó lại nó làm quen bầy đây kìa. Quen rồi đó. Kìa mình vẫn thấy ban cá của mình nha cả nhà, tại nó to vậy màu nó sáng á, thành ra là vẫn thấy nó. Mắc kẹt dưới đây là cá gì vậy mọi người? Đâu có cá bị mắc kẹt dưới cái cá mình ấy hả? Đâu phải mắc kẹt đâu, nó nương đó, nó mệt đó, nó thở hồi á. Nó chưa có quen nước đó. Hồi nãy đổ nó không chịu ra, nó còn nằm trong thao á. Phải nghiêng cái thao nó mới ra luôn. Nó từ từ nó quen nước rồi nó mới đi ra nè. Nó chưa quen. Thôi được. Để mà ngoài lên đi túm được cái này là an toàn rồi. Đấy, quẩy. Đi chưa? Vẫn chưa đi à? Chưa, vẫn còn đứng đây. Kìa, ở dưới chân cầu cá chép nhiều lắm kìa. Thôi giờ mình lên đây, mình đang đứng ở dưới bụi rậm. Rồi, đứng đây thấy rõ ba con cá của mình nè. Tại cái lưng nó to, nó sáng á. Đây nè con. Trời ơi, cá chép ở dưới ghê là nhiều. Ủa sao kia gì ta nó kìa, từ từ đi á con. Hai chỉ làm quen được kìa, đó mình. Còn con của mình nằm đây này. Cái lưng nó màu sáng á. Đó còn bơi đó đó. Đây em còn đứng chỗ bụi rậm đây. Các bạn đến làm quen rồi kìa. Bạn đến rủ đi chơi rồi kìa. Đó đó, các bạn tới rồi đó. Đó, tới nhiều lắm rồi nha. Đó, bà ba nè, bà đa này, bạn này tới nè. Cái đó cái gì? Ba con nó lại gần, ba bốn con nó lại kìa. Đó. Nãy mình quên đem theo đồ ăn ha. Rải đây cho tụi nó không mớ. Người ta rải nhiều em này cũng đến dữ. Không biết có em nào của mình năm ngoái không? Năm ngoái nhà mình cũng ra đây thả luôn. Chứ ở đây là an toàn rồi đó. Ở đây các em sống là các em lớn đó. Ừ, bữa mình đứng trên cầu mình thả xuống mình không có dám xuống. Hôm nay nó có cái đường mòn mòn này xuống được nè. Đây thả luôn. Rồi, hai bạn này tới phòng quen rồi này nha. Nè. Kìa, đó, rủ một bầy lại luôn rồi, nha. Đứng gần quá coi chừng hồi người ta bắt á nha con.
tuốt bên bờ kia kiểu. Ừ, bên bờ kia cũng nhiều lắm mày ơi. Ừ. Đó, lại gần rồi đó, lại gần đó. Chưa quen nước á, đang sống ở trong hồ kiến, nước sạch, nước trong rồi xuống đây nước hơi đục tí xíu. Vài bữa khỏe liền. Thôi nhà mình đã thả cá xong rồi, tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Đây người ta cũng đem người ta thả cá giống mình luôn nè cả nhà. Thả cao quá rồi, cái bụng nó hay. Ừ, đi xuống đây nè. Thả cao quá cái bụng. Đó, nó còn đứng nữa kìa, thả nó còn đứng nữa kìa. Có ấy bỏ nó kìa. Kệ mang dép mưa không? Thả nó xuống vậy nó không có bị dập bụng, nó không bị chết. Cái hồ này một năm rồi mà chưa có gì thay đổi hết trơn, thấy cũng hoang sơ giống như năm ngoái. Bây giờ mình thả cá xong rồi mình đi về nha cả nhà. Năm nào cũng phải đi qua đây thả cá. Khung cảnh rất là mát mẻ luôn. Cái hồ này thả các bạn an toàn. Không có người bắt. Thả đó, ngoài sông kia sợ mấy người người ta bắt cá. Ta vớt lên lại.